Sáng 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ và tiếp tục lấy lời khai hàng chục đối tượng, trong đó có rất nhiều hot girl để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 3, qua tin tố giác của quần chúng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra, phát hiện 32 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại một khu vườn tràm thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bộ lắc tài xỉu, 3 xe ô tô các loại dùng làm phương tiện chở các hot girl, hơn 30 điện thoại di động và hơn 230 triệu đồng. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đánh bạc khai nhận đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh và Long An đến xã Tân Lý Đông, sau đó sẽ có các đối tượng khác chở đến điểm đánh bạc bằng xe máy. Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng thay đổi địa điểm đánh bạc mỗi ngày một nơi và có nhiều chốt cảnh giới để phát hiện người lạ.